Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm và xử lý một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Từ đầu năm đến nay, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đang tích cực xây dựng, chỉ đạo hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan trung ương còn chậm và chưa được triển khai đồng bộ kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác triển khai, nhất là tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua tổng hợp, đề xuất kiến nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị đối với những vấn đề mang tính cấp bách, cần tập trung tháo gỡ ngay để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm.